Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Nguyệt Trương Cuộc Sống Múc của Nguyệt. Hôm nay Nguyệt làm video này để tiếp tục chia sẻ với mọi người về việc mua nhà và giá nhà ở khu người Việt Cabramatta, Kalihai, Kalivels và những cái vùng lân cận của khu người Việt ở Sydney này. Thì có thể nói năm 2021 quả là một năm mà cái giá nhà ở Sydney nói riêng cũng như là ở Australia tăng một cách kỷ lục luôn mọi người. Và vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 á, thì tờ news.com.au đã có một cái bài đăng là giá thị trường bất động sản của Australia là tăng một cách kỷ lục, tăng 216.000 đô trên mỗi căn nhà. 216.000 đô trên mỗi căn nhà ha mọi người. 216.000 đô thì nó tương đương tầm khoảng 3 tỷ 6 tiền Việt Nam á. Như vậy là mỗi căn nhà nó tăng lên khoảng bao nhiêu đó. Thì cái đó là một cái mô hình chung của toàn Australia thôi. Theo người theo dõi á, thì ở cái khu vực người Việt nè, Kalihai, Kalivel, Cabramatta hay là mở rộng ra những cái khu lân cận như là Bonnyrigg, Liverpool, St. John's Park, thì cái giá nhà nó tăng tầm khoảng 150.000 đến 200.000 trên mỗi căn nhà đó mọi người. Mặc dù tháng 7 và tháng 8 năm 2021 này ở khu vực Sydney, Australia thì bị dịch bệnh COVID-19 tấn công và chính phủ đã áp dụng các chính sách là lockdown rất là nghiêm ngặt, nhưng mà theo người theo dõi thì cái thị trường bất động sản, cái giá nhà nó vẫn không có giảm. Chỉ có phần là nếu mà căn nhà nào đang bán thì hơi đứng lại thôi, nhưng mà vẫn có thể bán được mọi người. Họ bán theo hình thức là đấu giá, mà đấu giá online. Cuối năm 2020 và đầu năm 2021 thì Nguyệt đã có làm hai cái video về thị trường bất động sản như giá nhà ở khu vực người Việt ở Sydney này. Thì tại thời điểm đó thì cái giá nhà tại thời điểm đó so với thời điểm hiện tại mọi người đã nó đã được tăng lên tầm khoảng 150.000 đến 200.000 một căn đó mọi người. Bây giờ thì Nguyệt sẽ mời mọi người cùng với Nguyệt điểm qua một vài cái căn nhà đang bán ở khu vực người Việt để mọi người xem cái giá hiện tại thì người ta đã bán là bao nhiêu hết cho mọi người. Đầu tiên thì Nguyệt sẽ vào Google và Nguyệt sẽ vào cái trang là realestate.au. Đây là một cái trang về thị trường bất động sản của Úc mà Nguyệt rất là thường lên xem. Sau khi vào đây thì Nguyệt sẽ chọn vùng là Kalihai ha. Kalihai là một trong những cái vùng cũng rất là phát triển ở gần Cabramatta và cũng là khu người Việt luôn á mọi người. Thì Nguyệt sẽ chọn sold này là những cái nhà mà đã bán rồi á. Bây giờ Nguyệt sẽ tìm nè. Bây giờ Nguyệt sẽ lọc là mình chỉ tìm giá nhà thôi. Thì mình sẽ tích vô house nè. Rồi phòng thì tầm khoảng 3 phòng trở lên mọi người. Thì nhà ít ai mua nhà thì chỉ có 2 phòng lắm. 2 phòng thường người ta mua unit hoặc là apartment. Tức là kiểu mua cái dạng nhà giống như là chung cư bên Việt Nam vậy đó mọi người. Đây căn nhà đầu tiên mọi người xem. Nó đã được bán với giá 837.000 đô nè. 4 phòng ngủ, 3 nhà tắm với lại một cái chỗ để xe. Và đây là căn nhà duplex mọi người. Chứ không phải là nhà riêng tư ha. Cái nhà này thế tức là nó chung một cái vách tường chung với cái nhà kế bên á. Và cái căn nhà này thì tới 4 phòng ngủ nói chung là cũng ok. Trong nhà thì rất là mới. Nhà này là coi như là nhà mới đó mọi người. Ở sân ở phía sau thì rất là nhỏ nè mọi người thấy á. Người ta không có ghi diện tích đất á. Thường là đất rất là nhỏ thì người ta không có ghi cái diện tích đất ở trên này. Căn nhà này thì một bên là dính với lại căn nhà kế bên ha, còn một bên thì có cái đường đi vào nè, cũng có một khoảng đất trống ở phía sau. Căn nhà này thì được bán vào ngày 6 tây tháng 8 năm 2021 mọi người, tức là bán mới có mấy ngày này thôi à. Và kéo xuống ở phía dưới thì có một căn ở đây là 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, một chỗ để xe, thì giá bán là 728.000 đô. Mọi người thấy ở đây người ta không có ghi cái diện tích đất ha, tức là cái phần đất cũng rất là nhỏ luôn. Mọi người mở cho mọi người xem ở phía trong nè. Trong nhà thì cũng rất là mới, thường là những cái căn mà drop lịch xây sau này á, là toàn nhà mới không á mọi người. Để mọi người xem cái bản đồ nè, cái bản vẽ của ngôi nhà nè. Nè, ở phía sau chỉ có một khoảng đất nhỏ thôi, ở phía trước thì có một khoảng sân nhỏ nữa. Và căn nhà này được bán vào ngày 11 tây tháng 7 năm 2021.
mới hồi tháng rồi á mọi người, cũng là trong thời gian lockdown ở Sydney này luôn á. Và căn thứ ba, căn này bán với giá 815.000 đô mọi người, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm và một chỗ để xe thôi. Mọi người xem này, diện tích đất chỉ có 226 mét vuông thôi, nhà đất là sao mọi người, giống như căn đầu tiên như ban nãy á. Đây mọi người xem ở phía trong nhà nè, nhà mới ha mọi người. Cái vùng Kalehoy này thì có rất là nhiều những cái nhà dạng kiểu duplex mà xây mới lên á. Còn thường là những cái nhà xung quanh ở Cabramatta thì thường là những nhà cũ nhiều hơn. Nên mọi người sẽ coi ở phía trước nè, phía trước có một cái khoảng sân nè. Vì là duplex nên nó sẽ dính liền với lại một cái căn nhà kế bên. Phần đất nè mọi người. Từ nãy giờ là điểm qua cũng hết hai ba căn nhà rồi, mọi người thấy giá như thế nào? Giá nó là nhích hơn so với thời điểm khoảng 8 đến 10 tháng trước rất là nhiều phải không mọi người? Đây lại tiếp tục là một căn nhà duplex nữa đó mọi người, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, một chỗ để xe, 740.000 đô. Bình thường thì những cái nhà duplex thì diện tích đất nó không có lớn đâu mọi người. Ở phía sau có một khoảng đất nhỏ thôi à, ở phía trước thì có một cái sân nhỏ. Ở đây mọi người đang xem ở phía bên trong của nhà nè. Nhà này thì tương đối là hơi cũ hơn so với những cái căn nhà hồi nãy mình xem á, nên giá nó cũng mềm hơn nè. Rồi tiếp theo mình sẽ coi căn nhà tiếp theo. Căn này bán giá 1.070.000 đô, 5 phòng ngủ, 2 nhà tắm và 2 chỗ để xe. Đây mọi người, diện tích đất là 445 mét vuông. Từ nãy giờ mới thấy căn này là có diện tích hơi lớn nè hả mọi người. Căn này tới 5 phòng ngủ, ở phía dưới là gạch, ở trên lầu đó là 5 floor mọi người. 5 phòng ngủ, 2 nhà tắm và 2 chỗ để xe. Diện tích đất 445 mét vuông thì cũng tương đối là ok đó mọi người. Không quá nhỏ mà cũng không quá lớn. Nên mọi người xem ở phía bên trong nhà nè. Đây nhà này cái miếng đất vuông vức rất là đẹp mọi người. Ở phía trước và phía sau là bằng nhau luôn. Người Việt mình thì rất là thích mua những cái nhà mà những cái miếng đất mà vuông giống như vậy đó mọi người. Đây một căn khác mọi người xem, căn này bán ngày 8 tới tháng 6 2021 nè, với 3 phòng ngủ, 1 nhà tắm và một chỗ để xe. Diện tích đất có 443 mét vuông, bán 970.000 đô mọi người, gần có 1 triệu luôn, 30.000 nữa là 1 triệu rồi. Mọi người xem nhà nè. Đây là nhà 5 floor không phải nhà gạch nữa mọi người xem à. Nhưng mà đất thì khoảng 443 mét vuông thì cũng tương đối lớn. Thực ra cái giá nhà nó phụ thuộc cũng nhiều thứ lắm mọi người. Nó phụ thuộc vào cái vị trí của cái ngôi nhà đó, nó có gần trạm xe lửa, gần trường học, rồi nó có gần trạm xe bus hay không. Mọi người xem căn nhà này, cái miếng đất nó cũng rất là đẹp ha, vuông vức luôn, bằng đầu bằng đít này ha mọi người. Mọi người thấy bây giờ nhà tầm khoảng 3 phòng ngủ, một nhà tắm, một chỗ để xe, mà diện tích đất tầm khoảng là 400 450 trở lên hay 450 mét vuông trở lên thì giá nó cũng tầm khoảng dao động khoảng là gần 1 triệu đô rồi đó mọi người. Mà tầm khoảng mấy tháng trước thì giá nó cũng không có đến mức này đâu. Ở đây thì cũng một căn khác, cũng là một căn duplex với 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm và một chỗ để xe, thì diện tích đất tầm khoảng 225 mét vuông, là 750.000 mọi người. Căn này thì được bán vào đầu tháng 6 năm 2021 nè. Đây mọi người xem ở phía bên trong. Đây là toilet nè. Phòng ngủ. Nó phòng ngủ trông cũng rất là rộng ha. Đây ở phía sau, thì có một cái khoảnh rộng ở phía sau thôi. Đây cái căn nhà này là nó hai bên đều dính với là hai nhà bên cạnh luôn mọi người, chứ không phải dính một bên nữa, dính hai bên đều dính hay với hàng xóm hết, chỉ có ở phía trước phía sau thôi. Ở đây là một căn nhà nguyên căn khác ha, không phải duplex, nhà nguyên căn, 4 phòng ngủ, 1 nhà tắm, 2 chỗ để xe.
giá 990.000 đô mọi người, gần 1 triệu ha. Bây giờ coi như tầm nhà mà ở khoảng Kalihai này, đất tầm khoảng 400 mấy đến 500 mấy mét vuông á, là nhà nguyên căn á mọi người, thì giá cũng tầm là 1 triệu á mọi người. Từ nãy giờ mọi người xem á, có một căn thì trên 1 triệu, có một căn thì 970.000, căn này thì 990.000. Nói chung là tầm tầm thì nó khoảng 1 triệu trên dưới 1 triệu. Đây mọi người xem hình ở phía trong của căn nhà 990.000 đô này nè. Nhà này thì đất tới 566 mét vuông nên đất nó cũng tương đối lớn nè mọi người. Nhưng ở phía sau thì họ đổ bê tông hết rồi. Đây mọi người xem. Đây là phía trong nhà. Và tiếp tục một căn nhà khác. Căn nhà này 920.000 đô mọi người, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đất đây nè, đất 493 mét vuông. 920.000 căn này được bán vào tháng 5. Nhìn cái hình này thì như nhà này là nhà five floor chứ không phải nhà gạch mọi người. Đây mọi người xem ở phía trong nhà nè. Ở sân rộng ở phía sau nè. Đất 400 mấy, gần 500 mét vuông nên tương đối rộng nè mọi người. Hình như là nhà five floor á, thì mình nhìn không có rõ nữa. Thường á, nếu mà mình coi trên những cái trang web này nè, nếu mà mình nhìn á mà mình không biết á, thì mình có thể message trực tiếp hỏi cho chỗ agent luôn, hoặc là mình đi xem nhà trực tiếp. Và đây là một căn nhà đã được bán vào tháng 4 năm 2021, thì lúc này là nhà đã bắt đầu lên rồi nè mọi người. Căn này 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, 1 chỗ để xe. Căn nhà này không có để diện tích đất nè mọi người, đất nó tương đối nhỏ đó. Mọi người xem cái căn nhà này ở phía trong nè, và hai bên nó đều dính lại hàng xóm hết. Mọi người xem cái bản vẽ nè, hai bên đều là neighbor hết, chỉ có phần đất ở phía sau, phía trước. Mà phía trước của cái nhà này lại là sân chung luôn nữa. Đây cái khoảng sân chung ở phía trước của mấy cái căn nhà này nè. Một căn nhà sẽ là một gian vậy đó mọi người. Đây ở dưới là một căn nhà này thì 955.000 đô. Căn này là 1 triệu 6 nè mọi người, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 3 chỗ để xe, diện tích đất thì hơi lớn nè, 740 mét vuông. Đất lớn thì tiền cũng đi theo hết mọi người, 4 phòng ngủ, 3 nhà tắm, 3 chỗ để xe, diện tích đất 740 mét vuông, giá 1 triệu 610 ngàn. Để cho mọi người thấy là giá nhà nó đã tăng như thế nào, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem giá nhà những cái căn nhà mà đã được bán vào Năm 2020. Mọi người xem căn nhà này thì được bán vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 nè. 5 phòng ngủ, 2 nhà tắm, 2 chỗ để xe, diện tích đất 506 mét vuông và giá chỉ 780.000 đô thôi. Những căn nhà như thế này với giá hiện tại thì nãy giờ mọi người cũng đã xem qua rồi, thì giá nó không dưới 1 triệu đâu ha. Tức là căn nhà này đã tăng lên khoảng 200.000 đô đó mọi người. Và đây là một căn nhà khác, căn nhà duplex được bán vào ngày 21 tháng 7 2020, giá chỉ 716.000 đô thôi mọi người. Mọi người hồi nãy mọi người có xem qua thì giá căn này bây giờ là không dưới 850 đâu ha. Và đây là một căn nhà khác, 3 phòng ngủ, 1 nhà tắm, 1 chỗ để xe, diện tích đất 443 mét vuông nè mọi người. Đất 443 mét vuông, đất cũng rất là vuông vức và đẹp ha, mà giá bán chỉ 820.000 đô thôi, và bán vào tháng 2 năm 2020, và tại thời điểm hiện tại thì chắc cũng tầm khoảng là trên dưới 1 triệu thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video về thị trường bất động sản cũng như giá nhà của khu người Việt ở Sydney của Nguyệt ngày hôm nay. Thì tất cả những cái thông tin mà Nguyệt nói ngày hôm nay đó là do những cái kiến thức mà Nguyệt biết về thị trường bất động sản và Nguyệt đọc tin tức về thị trường bất động sản ở Úc này. Nếu như mà có gì sai hay là có những cái vấn đề gì mà mọi người còn bổ sung thêm á, thì mọi người có thể comment ở phần bên dưới của cái video này ha. Và đính chính lại, Nguyệt không có làm về agent hay là không có làm về mua bán nhà đất ở bên này hết mọi người. Nguyệt chỉ là một cá nhân theo dõi thị trường bất động sản của Úc này và muốn chia sẻ đến cho mọi người, những người mà quan tâm mà về thị trường bất động sản nhưng mà không có thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Nguyệt ngày hôm nay. Nếu mọi người thích cái video này thì hãy cho Nguyệt xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Nguyệt ha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin chào, bye.